xin chào mọi người quay lại với kênh Stop Gia Đình Năm Con và Cuộc Sống Việt Nam. Mồi bén nha mọi người ơi. Mọi người thấy gì không? Sập xem. Biết cái gì không? Mề gà nha mọi người. Mề gà xào với dưa leo, cà chua và cần tàu, chấm với chén nước. Trời ơi, nước mắm thần thánh nha mọi người, siêu cay luôn. Ước nói vậy chứ cay lắm nha mọi người ơi. Rồi bây giờ em mời mọi người cùng ăn với em nha. Cái này là một có một xị rượu nữa là hết sảy chị bảy luôn. Giờ không có xị rượu thôi, mình uống nước ngọt trước đi. Nước thần thánh, nước này nước thần thánh của em á. Wow nè. Ôi nhìn hấp dẫn à mọi người. Đây mời mọi người uống chung với em nha. Lắc kiều nha. Quá tuyệt vời. Rồi bây giờ em mời mọi người nè. Mề gà nha mọi người. Gà này gà tre nha, bởi vậy nó nhỏ nè, cái mề nó nhỏ, con gà nó nhỏ cho nên là gà tre. Bao ngon nha. Mồi nhậu. Mề gà chén nước chấm thần thánh không. Xào với leo nha. Mề gà tre nha mọi người. Đó, thấy nó nhẵn không? Nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Cà chua. Này có gần xây rượu. Thứ gì chị nói? Bỏ nhậu nha.
Quá tuyệt vời. Hết để nha mọi người. Ăn mà nhâm nhi, nghe ngon không?
Mà gà rất là già. Clip em đến đây là hết nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip của em và ủng hộ em trong thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yêu mọi người và xin hẹn gặp lại. Bye bye. Yeah.